Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ITP Club Channel cùng với ITP trong bản tin chứng khoán 5 phút. Và tuần mới xin chúc các bạn có một tuần mới đầy năng lượng và chúng ta sẽ chờ đợi những cái cơ hội để chúng ta kiếm được một chút quà để chúng ta nghỉ lễ cho nó vui vẻ. Và hy vọng rằng là những cái chia sẻ của dự ITP sắp tới đây sẽ mang lại cho các bạn những cái vị thế chúng ta giữ tiền hay giữ hàng vào lúc này và sẽ chủ động hơn. Nếu các bạn đang xem video này thì cho giữ một đợt like, một đợt chia sẻ các bạn nhé. Bởi vì dự ITP tin tưởng rằng trong một khoảng thời gian vừa rồi khi các bạn đồng hành cùng dự ITP đều có những cái chiến lược đầu tư rất là đúng đắn và đang có những cái thời điểm chúng ta đang chốt lời và bảo vệ danh mục tài khoản, cũng giống như chúng ta chuẩn bị có chờ đợi những cái cơ hội gia tăng để có một cái danh mục đón Tết. Và ngày hôm nay thì dự ITP sẽ nói về cổ phiếu VIX, một cái cổ phiếu mà chúng ta rất tự hào khi có một cái cổ phiếu VFS ở trên sàn Nasdaq đã lên sàn, và đây là một những cái động lực cho chúng ta tự hào của người Việt. Tuy nhiên là trong đầu tư kinh doanh thì mục đích của chúng ta là kiếm tiền, cho nên là không phải chỉ vì bởi vì những cái thông tin như vậy mà chúng ta mua bằng mọi giá, mà chúng ta sẽ mua ở đâu, bán ở đâu, như thế nào. Như các bạn đã biết thì GITB sẽ cập nhật qua một chút các cái thông tin về chứng khoán thế giới trước khi đi đến cổ phiếu VIX ngày hôm nay. Thì như các bạn có thể thấy được là trong ngày thứ sáu vừa rồi thì chúng ta đang có những cái cổ phiếu tác động đến thị trường, đó là chính là cổ phiếu VHM, cổ phiếu Vietcombank, cổ phiếu BIDV, cổ phiếu CTG, cổ phiếu VIX, HPG, VPBank, và tất cả hầu như các cổ phiếu trụ đang có một cái thế gọi là bán chủ động. Khi các bạn các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua lên thì bị gặp áp lực bán rất là nhiều, và GITB đã chia sẻ các bạn là vào những khi sau khi quan sát bảng điện thì chúng ta thấy được là từ thứ sáu tuần trước, khi với những cái lượng hàng bắt đáy thì các bạn có thể thấy được là vào những giờ này khi mà thị trường đang đi lên hồi phục thì sẽ gặp một cái áp lực bán rất là mạnh và tạo ra chúng ta những cái sự lưỡng lự. Và những bạn nào đã không bán hàng tại những thời điểm đó, mình tin rằng những cái phá hồi này đó là cơ hội cho các bạn bán hàng. Bởi vì các bạn nhìn lại xem trong một quá trình giảm điểm thì sẽ có những nhịp hồi. Tuy nhiên khi đã có những xu hướng phân kỳ đảo chiều thì có những bạn có những sự kỳ vọng nhiều hơn. Tuy nhiên với góc nhìn của GITB thì VN Index cũng đang có những cái xu hướng điểm hiện tại là 1183.37, giảm 6 điểm vào ngày thứ sáu vừa rồi. Nhưng nếu các bạn xem lại trước đó thì GITB đã cho mọi người chốt lời tại cái vùng 1143-1145 và một cái phá quay xe chốt lời và chuyển sang một cái lệnh short, đó là một lệnh big short. Tất nhiên thì không phải ai cũng kiếm được 100 điểm, nhưng tuy nhiên là những cái bạn nào đã sử dụng các cái lệnh short cùng với GITB đều có những cái khoản lợi nhuận nhất định và đã có tránh được một cú giảm sâu sau khi chốt lời ở cơ sở thì chuyển sang short phái sinh. Và các bạn cũng có thể thấy được là vào những thời điểm này thì cái chỉ số VN30, F1M và chỉ số VN30 thì cũng đang khá tương đồng nhau. VN30 thì hôm thứ sáu vừa rồi giảm 7.95 điểm, đóng đến ở 1193.93. Các bạn có thể thấy VN30 cũng đang chênh lệch với VN Index là 10 điểm, khoảng 10 điểm các bạn, hơn 10 điểm. Thì chúng ta sẽ cùng xem lại là thông tin chứng khoán thế giới và thông tin VN Index nó có lệch gì không. Thật ra thì thông tin chứng khoán thế giới thì chỉ có một cái thông tin, đó là trong cái hội nghị của Jackson Hole thì Fed vẫn tiếp tục tăng lãi suất và đề xuất là sắp tới sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Vì vậy cái chỉ số của dòng đô la index thì nó lại càng ngày càng cao hơn các bạn, tức là đồng đô la nó lại có sức mạnh, nó đi lên, và việc tỷ giá liên quan đến cái việc tỷ giá của chúng ta đấy thì nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và cái việc điều hành lãi suất và tỷ giá của ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà đồng đô thì lại tiếp tục đi lên, và giả sử nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và từ đó để cân bằng tỷ giá thì mình tin tưởng rằng là ngân hàng nhà nước sẽ có trong một ngắn hạn cũng sẽ phải bơm phải bán đô la ra để cân bằng tỷ giá. Tuy nhiên
chúng ta cái dự trữ ngoại hối cũng chỉ có một cái phần nào đó thôi, và khi bơm ra nhiều thì sẽ rất là nguy hiểm. Và vì vậy thì các bạn sẽ thấy được là hiện tại thì đang có những chính sách hỗ trợ về các cái thông tư số 10 như ngày hôm qua dưới ITV đã chia sẻ với các bạn, đó là tạm dừng điều 8, điều 9, điều 10 trong thông tư 06 sửa đổi của ngân hàng nhà nước để chia sẻ. Thì các bạn có thể thấy đấy là những cái thông tin hỗ trợ, tuy nhiên thông tin hỗ trợ này thì đi lên thì để cho các bạn là những thông tin tốt ra, vì dưới ITV quan điểm rằng là để cho các bạn có cơ hội chốt lời, cũng giống như là hạ tỷ trọng để chúng ta chuẩn bị cho một cái nhịp đón Tết. Và các bạn cũng có thể thấy với những việc mà đồng đô la suy có sức mạnh đi lên ấy, chỉ số DXY ấy, thì các bạn có thể thấy giá dầu cũng đã tăng lên 80 đô. Giá dầu WTI các bạn thì cũng đã tăng lên 80 đô. Và các bạn có thể thấy nó còn tăng lên 81 đô, 81.24 đô cơ. Vì nó hiện tại đang có cái khung khách sạn hút giá về cái vùng 81.24 đô. Đây là một cái thông tin cũng không, nếu ai có cổ phiếu dầu khí thì rất là tích cực, nhưng nếu ai đang có những cái gọi đầu tư thì các bạn có thể thấy đây là những cái sự lo ngại của về Fed về các cái chỉ số cũng chưa đạt được giống như mong muốn, đó là đưa chỉ số lạm phát về 2%. Và để ITB xem là có thông tin gì cập nhật nhanh không trong bản tin chứng khoán. Chỉ có một cái thông tin đó là giải ngân 8 tháng đầu năm thì vốn FDI thì là cao kỷ lục. Thì theo cục bộ kế hoạch đầu tư thì tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 8 tháng qua đạt gần 18.15 tỷ đô và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng mạnh so với 7 tháng trước đó là tăng 3,7 điểm phần trăm. Và các bạn cũng có thể thấy được là 8 tháng đầu năm có 1.924 dự án được cấp giấy chứng nhận và với tổng số vốn đạt đăng ký là 8,87 tỷ đô, tăng là 69,5% về số dự án và tăng 39,7% về số vốn so với cùng kỳ. Đây là một cái thông tin rất là tích cực về vốn FDI các bạn. Và một cái thông tin nữa đó là chúng ta có thể thấy được là chỉ có những cái cổ phiếu ở trên sàn thì trong thời gian vừa qua thì cổ phiếu FPT là cổ phiếu tăng bất chấp thị trường điều chỉnh. Và thì cổ phiếu DGC hay là SSI, đó là những cái cổ phiếu mà tăng bất chấp thị trường điều chỉnh các bạn nhé. Các bạn có thể thấy được là trong tuần thị trường tích lũy tìm lực cầu bắt đáy, tuy nhiên các bạn hầu hết các cái cổ phiếu VN30 đều có những cái gọi là đi ngang với điều chỉnh, thì chỉ có một số vài mã gọi như là FPT, TP Bank hay SSI hay là DGC thì trong nhóm cái rổ VN30 còn gọi là đi ngược thị trường. Tuy nhiên các bạn có thể thấy trong một cái xu hướng phân tích về mặt thị trường thì chúng ta sẽ thấy được là như sau. Phân tích về VN đấy thì chắc chắn các bạn cũng đã xem những cái video của giữa trong cái bản tin chứng khoán cuối tuần, thì giữa ITB chia sẻ với các bạn rằng là hiện tại chúng ta đang có khoảng 7-8 tiếng nữa thì nó sẽ sideways xung quanh và có thể đi lên được cái vùng 1193 cho đến 1197. Đây là những cái vùng kháng cự. Các bạn có thể thấy đây là một cái đám mây dày trong Ichimoku Thịnh Phát. Thì khi mà chúng ta đi lên đến những cái vùng này thì chúng ta sẽ gặp những cái vùng kháng cự và tiếp cung. Đây là những cái lực bán chủ động của các cái nhà đầu tư đã bắt đáy vào ngày thứ 6, cũng giống như là các cái nhà đầu tư trong trung và dài hạn thì đang có những cái điểm để chốt lời chủ động và họ muốn chốt lời cao hơn. Tại vì sao vậy? Tại vì những cái đoạn này những người kỳ vọng đang giá cổ phiếu đang cao hơn thì sẽ được chốt lời, và có những nhà đầu tư không chốt lời vào những thời điểm này với những cái sự kỳ vọng cầm dài hơn thì sẽ gặp bị áp lực chốt lời ngay tại cái vùng đỉnh này. Đây là vùng đỉnh ngắn hạn trong cái thời điểm này ở cái quanh vùng 1193 đến 1197. Tại sao giữa ITP nói 1193? Vì giữa ITP có những cái điểm bí mật đó ở trong Ichimoku Thịnh Phát. Đó là những cái chia sẻ của các bạn, mà nếu các bạn đã nhìn thấy quá khứ lịch sử dưới ITP đã chia sẻ với các bạn những cái điểm mà quay xe, những cái điểm mà đảo chiều xu hướng thì các bạn hãy cẩn thận, bởi vì hiện tại thì trong tuần này thì chúng ta đang có một cái khách sạn Ichimoku Thịnh Phát đang hút giá về cái vùng 1171.5.
thì các bạn có thể thấy cái chỉ số đây là 1171.46 như dưới TV nói rằng là 1171.5, và các bạn có thể thấy vào những thời điểm này thì thị trường rất là khó tăng và nó chỉ có những cái nhịp hồi quay trở lại, và để cho các bạn có những cái cơ hội các bạn bán cổ phiếu các bạn nhé. Đấy là về mặt VN Index. Các bạn có thể thấy được là vào những cái xu hướng như vậy thì các bạn sẽ gặp những áp lực chủ động. Vậy những bạn đang nắm giữ cổ phiếu thì nên có những cái phần chốt lời và hạ tỷ trọng để chuẩn bị dòng tiền cho những phần mới. Còn những bạn đang cầm tiền thì sẽ làm sao? Các bạn đang cầm tiền sẽ có một cái nhịp T cộng, nếu đến sớm hơn khi giảm về 1171.5 thì đó là lúc chúng ta có một nhịp T cộng. Tuy nhiên nếu các bạn đang cầm tiền mà nó giảm về cuối tuần thì chúng ta mới tham gia mua. Và những cái vùng mà dưới ITV chia sẻ với các bạn, tham minh về ITV tham minh với các bạn thì vẫn là những cái vùng 1156.7 cho đến cái vùng là 1141.5, đó mới là vùng chúng ta mua đủ ha. Còn hiện tại bây giờ chúng ta chỉ mua được một nhịp T cộng thôi các bạn nhé, trong tuần này. Và chúng ta quay trở lại với thị trường chứng khoán phái sinh một chút xíu, VN30 F1M. Tại vì ngay cả thị trường chứng khoán phái sinh thì chúng ta cũng có thể thấy được là vào những thời điểm này thì trong vòng 3 tiếng đầu tiên thì các bạn có thể thấy là nó đang có gặp một cái kháng cự ở cái vùng là 1203, và cao hơn nữa đó là 1211.5, thì các bạn có thể thấy đấy là những cái lệnh mà dưới ITP chờ sẽ sọt xuống các bạn nhé. Bởi vì về mặt phái sinh thì nó đang đi trước thị trường và nó đang nằm trong vùng khách sạn hút giá về 1183.2 rồi, và các bạn có thể thấy nó đã mất một cái hỗ trợ đó là 1198.3, thì hiện tại đang phái sinh đang đóng cửa ở 1194.5, giảm 3.5 điểm. Các bạn có thể thấy khối lượng giao dịch phái sinh càng ngày càng nhiều hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các bạn có thể thấy được vào những thời điểm này giao dịch cơ sở đang cho thấy một cái sự an toàn không còn nữa, không sự hấp dẫn nữa, và cái lợi nhuận thì mọi người cũng đã bị giảm đi rất nhiều. Và như vậy thì mọi người đang mang tính đi sang phòng thủ nhiều hơn. Và cái cơ hội để cho các bạn đồng hành cùng với GITP trên thị trường chứng khoán đó là hãy kết bạn với GITP qua số điện thoại 0708245247 các bạn nhé. Và đồng thời mở tài khoản chứng khoán tại VPS ID Q342, SSI ID 254, nơi mà GITP tin tưởng rằng sớm hay muộn các bạn cũng sẽ trở thành khách hàng của câu lạc bộ ITP cũng giống như GITP. Và các bạn có thể thấy được vào những thời điểm này thì một cái điểm mà chúng ta chờ sọt xuống và một cái điểm mà chúng ta chờ long lên thì GITP vẫn nghiêng về một cái góc nhìn đó là chờ 1160 thì GITP mới long lên các bạn nhé. Thì thậm chí rằng là có những điểm chúng ta có thể thấy được là để long lên thì chúng ta có cả 1146 nữa các bạn. 1146 đến 1160 đó là những cái điểm long trong trung và dài hạn trong thời gian sắp tới. Cho nên là khi mà chúng ta tham gia đến thị trường thì chúng ta cần mất khoảng 4 đến 6 tuần nữa. Cho nên các bạn đừng quá gọi là tuần này là tuần trước nghỉ lễ và tuần sau nghỉ lễ, thì các bạn sẽ thấy được là cái VN Index nó đang có những dấu hiệu đảo chiều rất là nhanh, và nó sẽ quay trở lại test một cái đáy hai. Các bạn đừng quá vội vàng để mua vào, bởi vì khi chúng ta mua vào chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro chúng ta không kiểm soát được. Và nếu các bạn muốn biết cách đi vốn, cách cầm tay chỉ việc một như thế nào, các bạn hãy nhanh chóng kết bạn với GITP. Khi các bạn về với GITP thì GITP sẽ truyền cho các bạn những cái luồng oxy cũng giống như là những cái chỉ số mà ở trên thị trường này GITP tin tưởng rằng là chỉ có trong Ichimoku Thịnh Phát mới có những con số chính xác đến từng dấu phẩy như vậy. Và bây giờ ngày hôm nay thì GITP sẽ giới thiệu với các bạn một cái cổ phiếu VIX trong một cái điểm ngắn hạn như thế nào. Và cái cổ phiếu VIX này thì các bạn có thể thấy được là cổ phiếu VIX thì chúng ta sẽ nói về VFS một chút xíu. Các bạn có thể thấy cổ phiếu VFS thì đây là một cổ phiếu mà mới lên sàn của ngày 28 tháng 6 các bạn. Đây. Thì đây là 28 tháng 7 chứ. Đây, các bạn có thể thấy đây là một cái thời điểm mà cổ phiếu VFS lên sàn nó đang có những cái mức vốn hóa rất là đáng tự hào. Phải nói rất đáng tự hào.
Và hiện tại thì cổ phiếu VFS đang trên sàn Nasdaq đang có giá là 68.77 đô. Và các bạn có thể thấy đây là một trong những cổ phiếu mà đang tăng như phi mã, và chúng ta ai cũng ước gì cũng có một cái cổ phiếu ngay tại cái vùng giá 15 đô, đúng không ạ? Tuy nhiên để có được cái vùng giá 15 đô này thì các bạn cũng cần phải có 1 triệu đô để làm được cái hộ chiếu EB-5, đúng không ạ? Cái đầu tư EB-5 để nhập tịch quốc tịch Mỹ thì mới mua được giá 15 đô. Cho nên vào những thời điểm này, cái việc mua cổ phiếu này các bạn chỉ nhìn trên bảng điện thôi. Đấy, và đọc báo vào mỗi sáng thôi. Chúng ta hay tỉnh ngủ và không mơ mộng nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ xem lại là cổ phiếu VIX thì nó được lợi gì và nó sẽ có những cái điểm nào để chúng ta tham gia. Như các bạn đã biết thì cổ phiếu VIX chúng ta đang có một cái điểm hỗ trợ ngay từ quanh cái vùng GTV vẫn chia sẻ với các bạn là ngay cái vùng 62 đến 63. Đây là một cái vùng mà chúng ta vẫn đang được những cái vùng hỗ trợ. Tuy nhiên nếu các bạn tham gia cổ phiếu VIX thì các bạn nhớ chú ý rằng là cổ phiếu VIX sẽ có những cái nhịp chỉnh về những cái vùng 62 thì các bạn 6 ở đây là quanh 62 thì các bạn thì GITB vẫn chia sẻ các bạn là từ 62 cho đến 63 thì đó là những cái nhịp mà các bạn có thể mua một nhịp, và các bạn sẽ có một cái nhịp khi mà nó quay trở lại vượt cái vùng 64.6 thì nó sẽ lên đến 69.6 các bạn nhé. Thì đây là một cái vùng mà các bạn có thể có một cái nhịp T cộng thôi. Với GITB đánh giá là T cộng, còn nếu các bạn trong vòng 4 tuần nữa nếu có những cái vùng giá thấp hơn thì chúng ta tính sau. Còn hiện tại thì giá này đang ở cái vùng 62, đang là một cái vùng hỗ trợ khá mạnh. Và để các bạn để biết được trong ngắn hạn thì các bạn có thể thấy được là trong ngắn hạn thì cổ phiếu VinFast trong vòng khoảng trong vòng khoảng 15 tiếng nữa, tức là tương đương với khoảng 3 ngày thì cổ phiếu VinFast nếu có tăng được thì sẽ phải tăng vào lúc vào ngày thứ năm, thì các bạn có thể vào ngày thứ tư đến thứ năm, các bạn cuối ngày thứ tư đến thứ năm thì chúng ta cũng giống như là VN Index thôi. Thì các bạn có thể thấy VIX cũng là một cái cổ phiếu mà đang được hỗ trợ cho VN Index với những cái lượng của cổ phiếu lưu hành ở trên trên thị trường cũng đã tác động tới VN Index rất nhiều. Tuy nhiên các bạn có thể thấy vào những thời điểm này thì mình tin rằng VIX nó sẽ là có những xu hướng đi ngang và nó chưa thể vượt đi ngay được, cho nên các bạn có thể thấy đây là một cái đám mây khá dày, thì chúng ta cần phải có những cái sự tích lũy trở lại. Các bạn muốn có thì mình tin tưởng rằng nó ở đâu đó khoảng 31 tháng 8 thì máy ra mới có đấy. 31 tháng 8 thì ở đây có một cái eo mây thì nó tích lũy đi ngang giữa cái đám mây này, nó hấp thụ những cái lượng hàng cắt lỗ ở phía trên và lúc đấy nó mới tăng lên đến cái vùng 69-70 cho chúng ta chốt lời các bạn nhé. Cho nên đây là những vùng chúng ta chờ đợi để chúng ta tham gia. Và các bạn có thể thấy được đây là những cái vùng mà chúng ta hãy tham gia ở quanh cái vùng 62 đến 63. Các bạn cứ yên tâm này, có một cái nhịp kinh doanh. Và nếu 62, 63 thì chúng ta có đâu đó còn lợi nhuận khoảng 10% sau lễ. Cho nên là các bạn có thể thấy được là chúng ta nên khi tham gia vào thị trường thì chúng ta hãy lựa chọn những cái cổ phiếu có vốn hóa mạnh. Và những ai đang yêu thích cổ phiếu VinFast, yêu thích và niềm tự hào VinFast thì hãy lựa chọn một cách thông minh. Nếu các bạn chưa gặp được những cái thời điểm mà GITB sẽ chia sẻ với các bạn ngày mà VinFast nó sẽ tăng mạnh ấy, thì nó sẽ về tới khoảng 15 tháng 9 cơ thì nó mới tăng mạnh. Còn hiện tại thì các bạn có thể thấy được là chúng ta hãy tích lũy. Nếu các bạn chờ đợi được trong vòng 2 tuần nữa thì các bạn hãy tham gia cổ phiếu VIX. Và nếu các bạn có những lợi nhuận, các bạn nhớ donate cho GITP. Bởi vì khi các bạn tham gia thì thị trường thì các bạn nhớ rằng là cái việc của chúng ta đang có một cái vùng mua gom ở quanh vùng 62, thì các bạn sẽ thấy đây là một những cái vùng mà chúng ta có thể tham gia với mục tiêu là đầu tư cổ phiếu VinFast mà đi đến cái vùng 69.670 thôi các bạn. Vào những thời điểm này còn xa hơn thì nó sẽ có cái vùng giá 90. Tuy nhiên nó rất là xa các bạn nhé. Nó phải sau ngày 15 tháng 9 thì cổ phiếu VIX mới tăng được các bạn nhé. Thì các bạn có thể thấy đấy là một cái nền mà chúng ta có thể thấy là nếu các bạn tham gia đầu tư, đã gọi là đầu tư cổ phiếu VIX, thì các bạn nên
lựa chọn một cái thời điểm đó là từ 50, gọi là đầu tư dài hơn các bạn, là từ 58 cho đến 62. Đó là những cái vùng mà các bạn nên gom cổ phiếu VIX chứ không phải các bạn bán hoảng loạn, bởi vì biến độ của cổ phiếu VIX nó hơi lớn và nó không dành cho tỷ trọng của những nhà đầu tư ngắn hạn. Bởi vì các bạn có thể thấy được cổ phiếu VIX thì vào những thời điểm này thì đang có những dòng tiền đang được rút ra, và mình tin tưởng là những bạn nào đua những cái vùng ngày trước thì đang bị úp bô. Đấy, và các bạn sẽ gọi là bị úp bô. Dòng tiền trong đô thị thuần các bạn thì nó đang được rút ra các bạn nhé, liên tục bị rút ra. Và trước đó thì GITP đã cảnh báo với các bạn rồi, và khi cổ phiếu VIX lên nhớ chốt lời, vì khi các bạn không biết chốt lời thì đây là một những cái liên tục cái khối lượng thì chúng ta được chốt lời rất là một cách thông minh. Và cái dòng tiền đang được rút ra như vậy thì chúng ta phải chờ đợi những cái sự cân bằng trở lại quanh cái vùng 58 đến 62, đó là cho những nhà đầu tư dài hạn. Còn 62 đến 63 là những nhà đầu tư T cộng. Trong vòng khoảng 3 tuần thì các bạn sẽ thấy được những cái cơ hội của chúng ta nó rõ ràng hơn. Và một lần nữa thì để các bạn đồng hành cùng với GITP và trở thành khách hàng của GITP, các bạn hãy mở tài khoản chứng khoán tại VPS ID Q342, SSI ID 2554, kết bạn Zalo với GITP qua số điện thoại 0708245247. Và để các bạn có thể kết bạn với GITP qua Facebook thì các bạn hãy nhìn ở trên màn hình, thì GITP có Facebook là GITP chứng khoán hay là kênh TikTok GITP để các bạn tham gia. Và nếu các bạn cần có những sự tư vấn và gặp khó khăn hơn, các bạn hãy liên hệ với GITP qua số điện thoại. GITP luôn luôn sẵn sàng chờ đợi các bạn. Và một lần nữa chúc các bạn có một tuần giao dịch tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn